Hãy cùng mình chơi một game nho nhỏ sau. Chú ý phải thật thành thật nha. Khi bạn mắc lỗi, bạn sẽ... Bạn bắt đầu giảm cân, quyết tâm ghê gớm lắm. Được hẳn 3 ngày rồi, nhưng đột nhiên nhận được tin nhắn: "Ê, uống trà sữa không, tao khao." Bạn trải qua một ngày rất tồi tệ ở công ty. Khi về nhà, bạn sẽ... Khi bạn quá nóng giận, bạn sẽ... Nếu bạn dám nhận rằng phần lớn câu trả lời là A, thì high five cái nhỉ. Bạn với mình khá giống nhau đấy. Có một quyển sách tâm lý đã giúp mình giảm thiểu những hành động mất kiểm soát này, mang đến cho mình một cuộc sống tích cực hơn. Hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, nơi chúng ta sẽ cùng nghiên cứu, chia sẻ và áp dụng kiến thức của sách vào trong cuộc sống. Ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một quyển sách tâm lý học của mình rất là yêu thích gần đây, đó chính là quyển sách Kiểm soát đứa trẻ hư trong bạn của tiến sĩ Pauline Wallen. Trước hết thì mình muốn đi giải thích đứa trẻ hư có nghĩa là gì. Đứa trẻ hư có nghĩa là một cái nguồn năng lượng tiêu cực ở bên trong của chúng ta. Ví dụ như là nóng tính, giận cá chém thớt này, nói ra những cái điều không hay rồi cuối cùng lại hối hận về những cái điều mà mình nói. Hoặc là trì hoãn đối với những cái thói quen tốt và ngựa quen đường cũ với những cái thói quen mà nó xấu. Hay là luôn coi mình là một cái nạn nhân trong một cái tình huống nào đấy và đổ lỗi cho người khác. Rồi ích kỷ này, thù dai này, oán hận lâu này đấy, vân vân và mây mây. Tóm lại là những cái góc khuất của bản thân, những cái nhân cách mà mình muốn che đậy, không muốn để cho người khác nhìn thấy. Đứa trẻ hư thì tồn tại sẵn ở trong con người của chúng ta. Ai cũng vậy, ai cũng đã từng có những cái phút giây rất là yếu đuối và đầu hàng trước những cái ham muốn của bản thân, cũng như là giận dữ ngoài tầm kiểm soát. Đứa trẻ hư không phải là một cái triệu chứng rối loạn tâm lý, mà nó chỉ là một cái cơ chế tâm lý hết sức bình thường ở trong bản thân của chúng ta. Những cái tác động ngoại cảnh nó tác động vào và nó làm khơi dậy, nó làm lộng hành cái đứa trẻ hư đó. Và quyển sách này sẽ giúp chúng ta nhận biết cũng như là giảm thiểu những cái tác động của nó trong cuộc sống. Ban đầu khi mà mới đọc tựa đề cũng như là đọc một vài trang đầu ấy thì mình nghĩ đây là một quyển sách tâm lý học self-help bình thường. Nhưng mà sau khi đọc hết quyển sách này rồi thì mình nghĩ là đây không phải là quyển sách tâm lý học bình thường đâu, mà nó còn pha lẫn cả non-fiction nữa. Ngoài trọng tâm đi sâu vào tâm lý ra thì ở trong quyển sách này mình thấy có rất là nhiều những cái kiến thức về xã hội này, về lịch sử này, về các quốc gia. Ví dụ như là nỗi ám ảnh quốc gia về quyền lợi cá nhân này, hay là quan điểm lịch sử về nghiên cứu tâm thức. Nói chung là học thêm được rất là nhiều những kiến thức. Nhưng mà trong clip của ngày hôm nay thì mình chỉ muốn tóm tắt hai phần chính thôi. Phần đầu tiên là một chuỗi cái sự ngưng này, bao gồm ngưng đổ lỗi này, ngưng bốc đồng và ngưng ích kỷ. Phần thứ hai là bốn lý do tại sao chúng ta không thể nào mà kiểm soát được đứa trẻ hư trong bản thân của chúng ta. Bên cạnh đó mình cũng sẽ đưa ra một số những cái biện pháp ở trong quyển sách này cũng như là của bản thân mình để giúp chúng ta có thể giảm thiểu những cái tác động của đứa trẻ hư trong cuộc sống của chúng ta, điều hòa cảm xúc cân bằng hơn và làm cho chúng ta cảm thấy vui vẻ không quạo nữa. Hầu hết thì mọi người đều lý giải cho những cái sai sót của bản thân là do vô tình, còn những cái sai sót của người khác thì lại là cố tình. Ví dụ như là quên trả lời cái mail nào đấy, thì bản thân sẽ biện hộ luôn là: "À thì tại vì quên mỗi một lần này thôi, con người mà ai cũng sẽ có cái lúc quên lúc nhớ mà." Nhưng mà nếu mà người khác mà quên trả lời một cái mail của bạn thì bạn sẽ quy chụp họ là một người thiếu trách nhiệm luôn. Để bảo vệ cái sự tự trọng của bản thân thì chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh này, cho người khác, chứ không bao giờ đổ lỗi cho mình cả. Ở trong cuốn sách này thì phần đầu thì khá là đổ lỗi cho một cái đứa trẻ hư theo nghĩa đen. Tức là nếu mà tuổi thơ có một cái vết sẹo nào đấy thì cái vết sẹo đấy nó đi theo mình đến suốt cuộc đời. Tuy nhiên là phần sau thì tác giả đã đưa ra một cái luận điểm mà mình nghĩ là mình rất là đồng tình với ý kiến này. Đó chính là môi trường sống là một điều kiện rất là quan trọng trong cái việc hình thành lên tính cách sau này. Tuy nhiên đó không nhất thiết phải là lý do để chúng ta dựa vào đấy, chúng ta cho phép bản thân lộng hành này, phá phách này, làm mình làm mẩy này, trở thành một cái nạn nhân. Muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Mình biết có rất là nhiều những cái bạn sống ở trong những cái gia đình khá là phức tạp, nhưng mà nội lực của những bạn ấy còn cao hơn, nó còn mạnh mẽ hơn cả những cái người bình thường nữa. Môi trường nó chỉ ảnh hưởng một phần nào đó trong cái việc hình thành lên tính cách thôi, còn nội lực của một đứa trẻ mới là điều quan trọng nhất. Việc mình hay đổ lỗi ở trên này cũng như là cho phép mình trở thành nạn nhân, nó đều xuất phát từ cái sự ích kỷ của bản thân, tự cho phép mình là trung tâm và ám ảnh bởi cái quyền lợi của bản thân.
Thực ra cái điều này là điều hết sức bình thường. Mọi người đã nghe đến cái spotlight effect chưa? Tức là mỗi một người sẽ có một cái spotlight riêng, tức là họ sẽ chỉ bận tâm về mỗi họ mà thôi. Thì cái hiệu ứng này được sinh ra để làm chúng ta giảm thiểu đi cái sự tự ti nếu mọi người có cái nỗi sợ là bị người khác đánh giá. Tuy nhiên thì ở trong cái trường hợp này thì nó lại là một cái sự tiêu cực rồi. Nó lại là ích kỷ, không để cho bản thân thua thiệt. Thực ra thì mọi cơn bốc đồng đều không phải là xấu. Ngẫu hứng là một cái sự rất là tích cực của sự bốc đồng. Ví dụ như là bản thân chúng ta nảy ra một cái ý kiến gì đấy rất là hay ho. Nếu có một cái ý kiến tự phát như thế thì đó không phải là một cái trường hợp của một cái sự bốc đồng hư hỏng. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ chăm chăm vào một cái thứ hay ho mới, bỏ hết toàn bộ những cái thứ cũ đi, có mới nơi cũ, và chỉ tập trung khai thác cũng như là lập kế hoạch cho cái mới thôi, thì nó lại là một cái sự bốc đồng vô trách nhiệm. Cái lý do đầu tiên đó chính là mệt mỏi và căng thẳng. Để bắt đầu thay đổi bản thân thì chúng ta cần rất là nhiều những cái năng lượng. Những cái mục tiêu như là giảm cân này, cai thuốc hay là ngừng tiêu tiền thì tiêu tốn của chúng ta rất là nhiều những cái năng lượng. Chúng ta phải giám sát này, để ý kỹ những hành vi của bản thân, làm thế nào để đảm bảo là chúng ta không bị trở lại về cái thói quen cũ. Khi mà mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần thì chúng ta lấy đâu ra năng lượng để mà kiểm soát những cái cơn bốc đồng của bản thân nữa, đúng không? Có một cái ảnh mình rất là buồn cười là cả một ngày không ăn gì, xong rồi đến buổi tối mò vào tủ lạnh ăn hết tất cả mọi đồ ấy. Thì trước khi mình đọc quyển sách này thì mình nghĩ đơn giản là tại vì là ban ngày mình có ăn cái gì đâu, nên là buổi tối đói quá nên mình phải mò vào tủ lạnh để ăn thôi. Sau khi mà mình đọc cuốn sách này xong thì mình mới nhận ra thêm một điều là khi mà cả một ngày mất quá nhiều năng lượng để khống chế bản thân không ăn cái này, không ăn cái nọ, thì đến buổi đêm cái tâm lý của chúng ta đã bị vắt kiệt rồi, chúng ta bị mất cái sức phản kháng và chúng ta sẽ dễ dàng là chiều chuộng bản thân hơn. Giải pháp cho cái tình huống này thì đơn giản đó chính là nghỉ ngơi thôi. Ngủ nhiều, ngủ đủ 8 tiếng. Nếu mà mọi người muốn biết được cái tầm quan trọng của việc ngủ thì có thể đọc Why You Sleep nhé. Giống như việc rất khó ngăn cản bản thân lao về phía trước trong một chiếc xe đang dừng lại đột ngột, thì cái việc ngăn cản đứa trẻ hư khi mà nó đột ngột hành động cũng không phải là một điều dễ dàng gì. Khi mà chúng ta đã chót ăn một miếng bánh sô-cô-la rồi, một miếng thôi thì chúng ta sẽ ăn miếng thứ hai, miếng thứ ba và rồi là cả cái bánh. Cái này thì hiển thị rất rõ ràng ở những cái người có cái máu đam mê cờ bạc. Lúc đầu thì chỉ nghĩ là đánh có một tí thôi, xong rồi về sau sạt nghiệp rồi nhưng vẫn tiếp tục đánh để cố gắng gỡ gạc. Hoặc là trong cái lúc mà cãi nhau ấy, cãi được một câu rồi ấy, là phải liên tiếp sổ ra một tràng, lại nhai đi nhai lại kiểu đay nghiến nhau. Thì đây là một số cách để mình hạn chế cái lý do quán tính này nhá. Đầu tiên đó chính là bình tĩnh. Lúc giận nhất cũng là lúc mất khôn nhất, dễ dàng tuôn ra những cái lời tổn thương sâu sắc nhất. Thì trong cái lúc này thì mình nghĩ là chúng ta đừng nên nói cái gì vội cả. Thứ nhất là đối phương không nghe đâu. Thứ hai nữa thì tự nhiên lại động vào lòng tự trọng của nhau rồi lại làm chuyện bé xé thành to hơn. Thì mọi người có thể bình tĩnh, trấn an lại. Có rất là nhiều cách để bình tĩnh. Im lặng này, hít thở sâu này, lặng lẽ rời đi này. Còn bản thân mình thì cái cách mà mình trấn an đó chính là mình sẽ nhịn cái lúc đấy. Và đến buổi tối mình sẽ xả ra bằng cách là mình nhảy. Tại vì mình nghĩ là mình vận động thì mình sẽ xả stress nhiều nhất. Biện pháp thứ hai đó chính là tạo ra một cái môi trường sống lành mạnh. Môi trường sống xung quanh chính là một cái cách dễ dàng nhất để cái thói quen của chúng ta có thể vận hành. Nói cách khác thì môi trường sống xung quanh được sắp xếp như thế nào cũng có thể nói lên được là con người bạn là như thế nào. Thì nếu mà không muốn ăn uống nữa thì đừng để tủ lạnh phun đồ ăn không lành mạnh nữa. Nếu mà không muốn chơi game, không muốn sa đà vào mạng xã hội thì đừng để những cái app đấy ở trong điện thoại của bạn nữa. Đơn giản như vậy thôi. Hãy dọn sạch cái môi trường sống xung quanh của bạn, đừng tiếp tay cho những cái hành vi xấu xa có thể diễn ra một cách dễ dàng hơn nhé. Biện pháp cuối cùng đó chính là kiên quyết ngay từ đầu. Thực ra mình biết là bản thân mình cũng dễ dàng nghiện ngập lắm. Tức là có một cái thứ gì đấy hay ho với mình mà bắt đầu dấn thân vào thử một chút thôi là cũng sẽ dễ bị nghiện lắm. Mình biết là bản thân mình như thế mà. Ví dụ như là nếu mà xem một tập rồi thì là thôi đấy, cả một cái tối đấy mình xem luôn cả một cái season chứ không phải là một hai tập đâu. Tốt nhất là nếu mà mình còn việc phải làm thì mình sẽ không động vào phim ảnh hay không động vào bất cứ một cái game cũng hay là bất cứ một cái trò chơi, một cái giải trí nào. Để kiểm soát một đứa trẻ hư thì chúng ta phải dành nhiều cái sự tập trung cho nó. Nhưng phản ứng ngược khi mà chúng ta quá cố gắng để kiểm soát hay là quá cố gắng để quên một cái điều gì đấy thì dường như là chúng ta càng khó khăn hơn trong cái việc kiểm soát hay là việc quên đi cái vấn đề đấy. Ví dụ như là khi mà không muốn ăn một cái món gì đấy trên bàn thì mình cảm giác là mình càng phải ăn được cái món đấy hơn, hay là mình
cố gắng tập trung là mình đừng nghĩ về cái chỗ mình đang ngứa nữa, thì cái chỗ đấy dường như là nó còn ngứa hơn. Muốn cố quên người yêu cũ thì hình như là hình ảnh của người ta còn hiện ra rõ nét hơn. Quá thèm cái món gì thì chúng ta sẽ phớt lờ đi cái lý do ban đầu mà chúng ta bắt đầu cái thói quen ăn kiêng này. Quá tập trung vào cái cơn giận thì sẽ không thể nghĩ được những cái hậu quả khi mà cái hành động được diễn ra sau cái việc tức giận đấy, và rất là dễ gây đến cái sự cãi nhau hoặc là ẩu đả. Những cái giải pháp của mình trong cái tình huống này, đầu tiên là hành vi đã nhá. Khi mà bắt đầu một thói quen mới thì chúng ta thứ nhất là vừa bị dễ nản này, với cả thứ hai nữa là những cái thứ xung quanh chúng ta vẫn đang rất là mời gọi chúng ta. Ví dụ như là đang giảm cân nhưng mà con bạn cứ nhắn tin là uống trà sữa không. Làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết triệt để những cái vấn đề này? Đó chính là bản thân của mình phải thay đổi từ cái cốt lõi bên trong, cái identity, cái niềm tin của mình. Bạn sẽ trở thành ai ở trong tương lai, cũng giống như là trong cái clip Atomic Habit mình đã chia sẻ. Khi mà chúng ta đã định hình được là bản thân muốn trở thành ai, trở thành một người healthy ở trong tương lai, thì nó như một cái kim chỉ nam dẫn dắt trong mọi cái hành động của chúng ta. Fake it until you make it. Cứ giả vờ duy trì những cái thói quen của một cái hình tượng, một cái role model trong tương lai đủ lâu đi, rồi bạn sẽ trở thành họ. Bên cạnh đó, hãy luôn nhắc nhở bản thân là cái lý do ban đầu mà tôi bắt đầu cái thói quen tốt này là gì, hay là cái lý do mà tôi ngừng cái thói quen xấu này là gì, và luôn luôn hỏi rằng là có đáng không? Mọi công sức trong cả cái quãng đường vừa rồi có đáng để đánh đổi bởi một cái hành động ngu xuẩn này không? Còn về mặt suy nghĩ thì mình nghĩ là mọi người cứ hãy để những cái dòng suy nghĩ của chúng ta được lộng hành đi. Nếu không buồn nhớ đến ai đó thì thật ra còn nhớ hơn đấy. Cho nên là thôi, chấp nhận, cứ nhớ đi, nhớ cho đã vào. Nhớ mãi rồi cũng sẽ chán thôi. Hoặc là mọi người có thể viết nhật ký này, viết ra một vài dòng để tâm trạng bản thân có thể được giải tỏa hơn một chút. Nếu mà các bạn không có ai để mà tâm sự thì tâm sự với chính bản thân mình cũng là một cách hay đấy chứ. Cái lý do cuối cùng đó chính là kỳ vọng. Khi mà chúng ta đặt một cái kỳ vọng quá xa so với thực tế thì chúng ta sẽ rất dễ gây đến tình trạng là thất vọng. Rồi khi mà chúng ta thất vọng khi mà bản thân không đạt được cái mục tiêu đấy thì chúng ta sẽ mất cái động lực để chúng ta tiếp tục cố gắng. Giải pháp cho cái tình huống này đó chính là không nên tập trung quá nhiều vào cái mục tiêu mà nên tập trung cố gắng vào cái quá trình. Tại vì theo mình nghĩ thì vui nhất là khi mà chúng ta đang được tiếp diễn ở trong cái quá trình này. Ví dụ như là khi mà mọi người hỏi mình là làm kênh YouTube này để làm gì thì mình trả lời là mục tiêu em làm kênh YouTube này là để em có động lực đọc được nhiều sách và làm những cái content thật là chỉn chu và thật là chất lượng. Mình mong rằng cái review ngày hôm nay có thể đủ gây tò mò với các bạn đối với quyển sách Kiểm soát đứa trẻ hư trong bạn, một quyển sách giúp chúng ta ngưng đổ lỗi này, ngưng bao biện, ngưng bốc đồng, ngưng ích kỷ. Đừng quên like và subscribe kênh channel của mình để chúng ta có thể gặp lại nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhiều đầu sách thú vị hơn nhé. Mình sẽ gặp lại các bạn sớm thôi.